chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Nếu như mà các bạn đang nghe đầy đủ tất cả các podcast của chuyên mục này thì chắc hẳn các bạn đã biết về slogan của chương trình, đó là Habits for Financial Freedom, thói quen trong tự do tài chính, và đã có chủ đề mình và anh Quang đã chia sẻ về thói quen và các lợi ích trong thói quen. Tuy nhiên thì nếu chúng ta quá lạm dụng về thói quen thì cuộc sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì vì sao chúng ta lại nghĩ nó ảnh hưởng, và ảnh hưởng như thế nào, và cách khắc phục điều đó ra sao? Thì Duyên và anh Quang có đọc được một bài viết rất hay của ông Mr. Money, How to slow down time and live longer, tạm dịch là làm thế nào để thời gian chậm hơn và sống lâu hơn. Và bài viết sẽ trả lời cho những câu hỏi của chúng ta. Và qua bài viết thì tác giả đã kể lại những gì xảy ra trong cuộc sống của ông ấy, và ông ấy đã trải qua những gì, khắc phục như thế nào. Tất cả đã được ông chia sẻ trong bài viết. Trong bài viết thì có thể nói tác giả đã viết về tất cả những gì trải nghiệm trong cuộc sống, những năm tháng cuộc đời, và đúc kết ra cho chính mình. Vì vậy mà tác giả đã có một cách chia sẻ rất thú vị. Vậy tác giả đã chia sẻ như thế nào? Anh Quang có thể chia sẻ với mọi người được không? Đầu tiên, cái ý tưởng nổi bật nhất của cái bài viết này á, là tác giả muốn nói là trong cuộc sống chúng ta đừng để bị nó cuốn theo những cái thói quen thường ngày, mà người ta hay nói đùa là chúng ta sống đến năm 25 tuổi chết, chờ đến năm 75 tuổi mới mang đi chôn. Mà thay vì vào cái đó, đôi khi chúng ta phải thoát ra khỏi cái thói quen thường ngày, có những cái ý tưởng nó sáng tạo hơn, sẵn sàng thách thức những cái mới để mà giúp cho mình tiến bộ mỗi ngày. Và cái cuộc sống như vậy nó sẽ cảm giác là chúng ta thực sự giàu có hơn, sống mỗi phút giây hạnh phúc hơn, và cảm giác là mình thành công hơn. Đó là cái ý tưởng chủ đạo nhất của bài viết này. Như chúng ta đã biết là trong một số podcast trước, khi nói về cái đề tài về tự do tài chính thì chúng ta đã kể về cuộc đời của Mr. Money Mustache rồi. Thì con người này rất là đặc biệt, là từ lúc còn trẻ đã rất có ý thức về cách quản lý tài chính cá nhân của mình rồi, và liên tục thời gian từ khi đi làm đến cái thời điểm mà về hưu sớm năm 30 tuổi thì Mr. Mustache có một cái ý thức giữ cái tỷ lệ tiết kiệm của mình ở mức rất cao, lên đến 70%, và đầu tư liên tục đều đặn trong 10 năm đó, và đã đạt được tự do tài chính sớm ở năm 30 tuổi. Thì nhờ cái việc mà đạt cái trạng thái sớm như vậy mà Mr. Mustache có những cái trải nghiệm rất đặc biệt trong cuộc đời. Ví dụ như cái điều đầu tiên là với những người mà có cái đứa con khoảng tầm 13 tuổi thì nhiều khi họ chỉ cảm giác là thời gian trôi qua như một tia chớp. Thì Mr. Mozart nhờ vào cái việc là mình không phải bận biểu cái thời gian đi làm nữa, dành thời gian rất nhiều cho con của mình, mà cảm giác như là cùng thời gian như vậy thì ông ấy có cái đứa con của mình lên đến 30 năm. Ý là như vậy. Và một điều thứ hai, cũng nhờ là bị hưu sớm như vậy cho nên là 13 năm kể từ khi về hưu và không còn làm cho một cái công ty cụ thể nào đó nữa hết, mà Mr. Mozart có rất là nhiều cái trải nghiệm của mình, những cái phiêu lưu trong cái business này, trong làm ăn kinh doanh này, rồi đi lại ở nhiều nơi, tạo dựng nhiều mối quan hệ thú vị, chứng kiến những cái cuộc đám cưới, đúng không, của mọi người, rồi những cái vụ là người ta bị chết, là chỉ vòng vòng những năm tang, rồi những cái chuyến đi phiêu lưu của mình, rồi có những lúc là cũng bị trọng thương, bị thương tật, có xảy ra với tai nạn như vậy, rồi cũng có những cái phát triển về bản thân, rất là nhiều thứ. Và trong này cũng có nói luôn là ít nhất là cũng có bị một số cái trường hợp là cũng trải qua những cái sự đau đớn, những cái nỗi đau của bản thân. Nhưng mà nhìn chung lại tổng thể thì 13 năm kể từ khi đạt được cái tự do tài chính đến năm 30 tuổi thì với Mr. Mustache thì cái trải nghiệm về niềm vui là nó lớn hơn rất là nhiều. Và từ cái trải nghiệm cuộc đời mình thì tác giả mới đúc kết ra được là đôi khi trong cuộc sống của mình là mình bị những cái thói quen nó trôi lăn, mà chúng ta không có một cái sự chịu nhiệm, chúng ta không dám dũng cảm nhảy ra khỏi những cái thói quen, những cái lối mòn của mình để mà có những cái trải nghiệm mới, để từ đó bản thân mình có thể đúc kết được và cảm thấy là mỗi ngày mình tiến bộ hơn, cuộc sống của mình cảm thấy là giàu có hơn, và giàu có đúng nghĩa theo cái nghĩa là mình enjoy cái cuộc sống của mình và cảm giác là mình thỏa mãn hơn với những cái thứ trong cuộc sống của mình. Ý tưởng chung ở đây là gì? Vậy thì cái cách mà ông Mr. Money đã chia sẻ ở trong bài viết này là ông đã chia sẻ theo cách nào? Tác giả theo cách như này nhé. Đầu tiên là tác giả nhìn vào cái sự thật. Sự thật là cuộc sống như này. Khi mà quan sát đúc kết của một cái đời người từ lúc chúng ta sinh ra
đến lúc chúng ta chết, đúng không? Cái giả sử là chết năm 75, 80 tuổi gì đó. Thì tác giả mới rút ra một điều là dường như là cái độ tuổi từ 6 đến 21 tuổi của bất kỳ đời người nào là giai đoạn thú vị nhất. Bởi vì trong giai đoạn đó là sao? Cùng với cái thời gian chúng ta đi học ở phổ thông, đúng không? Ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi vào đại học, vân vân chắc loại. Thế thì đó là thời gian mà chúng ta thay đổi mình nhiều nhất, chúng ta tiến bộ nhiều nhất, phát triển bản thân của mình nhiều nhất. Và dường như đó là thời gian thú vị nhất. Còn sau đó khi mà chúng ta ra trường, chúng ta đi làm rồi, thì chúng ta rơi vào một cái vòng xoáy của những cái thói quen thường ngày. Đó là gì ạ? Sáng tôi ngủ dậy, tôi rời khỏi giường, tôi ăn sáng này kia vân vân, tôi vội vã đi đến cái cơ quan mình làm, rồi tôi lại vội vã quay trở về nhà, rồi ăn cơm, rồi tắm rửa, rồi chơi với con, rồi lại đi ngủ. Rồi sáng hôm sau nó cứ cái vòng lặp như thế. Chính vì thế mà người ta mới nói một cái câu vừa nửa đùa nửa thật là chúng ta sống đến năm 25 tuổi mà chết chờ đến năm 75 tuổi mang đi chôn, vì là như vậy. Thì đó là cái cách mà tác giả nhìn thẳng vào vấn đề là cái cuộc sống chúng ta bị cái thói quen nó trôi lăn. Đương nhiên thói quen thì cũng có cái tốt, cái tốt ở đây là để chúng ta làm mà chúng ta không phải nghĩ, nhưng mà cái mặt trái của nó là chúng ta không có thời gian chúng ta chiêm nghiệm thật sự là mỗi phút giây mình phát triển bản thân mình tiến bộ như nào để mà mình có thể phát triển mình mỗi ngày hơn. Đó là xuất phát từ cái nhận diện cái sự thật như vậy, và tác giả mới đề ra là bây giờ có cái cách gì để mà khắc phục cái sự thật như vậy không, đúng không? Ý là như vậy. Vậy thì qua cái bài viết của ông Mr. Money thì ông đã chia sẻ những cái câu chuyện mà ông đã quan sát được từ mọi người xung quanh, sau đó thì đúc kết từ chính bản thân ông, nhìn nhận ra những cái sai lầm và đưa ra cách giải quyết và hướng đến phương án hành động. Vậy thì những cái thói quen mà ông Mr. Money có chia sẻ có ảnh hưởng như thế nào? Thì anh Quang chia sẻ. Khi mà quan sát cái thói quen của mọi người là ngày nào cũng vậy, dường như là chúng ta lặp đi lặp lại là gì? Ngủ dậy này, tắm rửa, uống cà phê, ăn sáng này, mặc quần áo và vội vã đi làm. Tất cả những việc đó chúng ta làm theo cái vô thức, không hề có một cái sự chiêm nghiệm để ý là chúng ta làm cái gì cả, cứ theo thói quen thôi. Đấy, và khi mà nhìn kỹ lại thì cuộc đời là gì? Cái thời niên thiếu này, thời trung học này, thời đại học này, những năm tôi đi làm một cái nghề nghiệp gì đó này, rồi những năm tháng mà lập gia đình và nuôi con này, rồi mấy chục năm trong sự nghiệp ở một cái vị trí gì đó, và sau đó là tuổi về hưu đi chơi golf hay cái này kia vân vân chắc là. Tức là dường như là cái vòng lặp theo cái thói quen như thế. Thì nó, thế tại sao? Cái thói quen như đã nói là nó cũng có một cái tác dụng là ok, chúng ta làm mọi thứ rất là tự động, không phải nghĩ nhiều, dễ dàng. Nhưng cái điểm mặt trái của nó là chúng ta không có sự quan sát đúc kết để mà mình có một cái sự phát triển bản thân của mình mỗi ngày hơn. Và như trong cái cách nhìn của tác giả là nếu mà thay vì để cái thói quen trôi lên như vậy mà chúng ta có một cái sự chuyên nghiệm nhìn nhận để mà cải tiến mỗi ngày, học cái điều mới, làm những điều mới, thì cuộc sống nó sẽ cảm giác đúng ý nghĩa giàu có hơn và cảm giác là toàn vẹn hơn. Như thế nó đúng ý nghĩa của cái từ là how to live longer. Vậy thì tức là ông Mr. Money nói ở đây là khiến cho những cái thói quen mà mọi người đang sử dụng biến nó trở thành những cái hành động trong vô thức và làm cho cuộc sống, làm cho chất lượng cuộc sống bị đi xuống, đúng không anh Quang? Có thể hiểu là như vậy, ít nhất là theo góc nhìn của tác giả. Vậy thì qua những cái cách quan sát của tác giả thì tác giả đã đúc kết được những cách khắc phục như thế nào? Là một cách khắc phục, và tác giả bảo là dường như là vì có thể đằng sau đó là con người mình là chúng ta có hai thứ. Một là chúng ta hài lòng với những cái mình có rồi, chúng ta chưa bao giờ tự hỏi, tự thách thức bản thân mình hãy làm những cái điều mới. Đôi khi người ta sợ hãi, người ta sợ là thất bại, sợ này sợ kia vân vân các loại. Thì trong bài viết này tác giả có dẫn lời của một người là gọi là Bob Ross, có đề cập, có nói một câu là gì ạ, là thật ra là không có cái sai lầm nào trong cuộc đời cả, nó chỉ là những cái gọi là, tác giả dùng cái từ gọi là just happy accidents, tức là những cái tai nạn nhỏ thôi, nhưng mà người ta vẫn tìm thấy được cái hạnh phúc đằng sau những cái mà người ta dùng cái từ tai nạn đó. Tức là chỉ có bài học đằng sau những việc xảy ra thôi, chứ không có thất bại gì đây cả. Có nghĩa là chúng ta không việc gì chúng ta phải sợ hãi, chúng ta cứ mạnh dạn lên. Đôi khi là phải thoát khỏi ra khỏi cái vùng người ta gọi là comfortable zone của mình, để mà chúng ta sẵn sàng hành động dũng cảm hơn.
Thì nếu mà làm được như vậy thì cuộc sống của mình sẽ được coi là đầy đủ và trọn vẹn hơn, và đúng như vậy là sống lâu hơn. Thì tác giả có nói trong ý này là để mà đưa cái triết lý này vào trong cái hành động ngay lập tức, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải đưa ngay những cái sự thay đổi này vào ngay cuộc sống hàng ngày của mình luôn, đúng không ạ? Bằng cách gì? Ví dụ luôn nhé. Một là ngày xưa nếu mà chúng ta chỗ từ nhà đi làm, chúng ta đi làm một con đường quen thuộc bao nhiêu năm tháng rồi, bây giờ chúng ta hãy đi một con đường mới, đúng không ạ? Và trên đường đi đó chúng ta hãy quan sát, chú ý những cái trải nghiệm của mình trên con đường mới đó như thế nào, đã là một việc này. Việc thứ hai, hãy đi mua sắm ở những cái cửa hàng rau quả mới, đúng không ạ? Dù như xưa nay là mình hay tiện xuống nhà có cái Vinmart gì đó vân vân, chúng ta cứ ăn cùng một cái thực phẩm thôi, vì chúng ta hãy đi một cái nơi khác mua thử một thực phẩm mới vân vân các loại để xem thử là nó như thế nào, nó cũng là những cái trải nghiệm rất là thú vị, đúng không? Hoặc là như này nữa, tức là bình thường mình cứ buổi sáng mình cứ có thói quen rồi, hãy làm thử khác một tí đi. Hôm nay thức dậy sớm, hãy đi ra ngoài dạo bộ, đúng không ạ? Đấy, rồi hoặc là vận động thể dục thể thao trước khi mà chúng ta tắm rửa, ta ăn sáng và chúng ta ngồi vào làm việc. Và tác giả cũng nói là lúc tác giả viết bài này là tác giả đã hành động khác đi vào một buổi sáng và tạo ra một cái động lực cho mình rất là nhiều và viết một cái bài rất là hay như này. Thêm nữa là tác giả đề xuất là gì? Chúng ta hãy tìm cách gặp những con người mới mỗi tuần. Hoặc là ít nhất là nếu mà không gặp được con mỗi người mới mỗi tuần thì ít ra là cũng phải hàng tháng là phải có. Và gặp con người chính là một cái cách rất là hiệu quả trong việc chúng ta có những cái bài học mới, những câu chuyện mới để giúp cho cuộc sống của mình sẽ đúng nghĩa là sống lâu hơn và giàu có hơn. Gì nữa, chúng ta có thể thay đổi đề xuất, thay đổi cái vai trò trong công ty, đúng không? Có thể là từ phòng ban này chuyển sang phòng ban khác để mình học được kỹ năng mới, giao tiếp với những đồng nghiệp mới, hoặc là thậm chí là chúng ta có tổ một công việc mới, đó cũng là một cái trải nghiệm đó thú vị. Rồi chúng ta hãy thử là gì ạ? Dẹp bỏ cái tivi của mình, đúng không ạ? Không cần phải lướt tin tức hay là các trang mạng xã hội quá nhiều, và đôi khi là chúng ta chỉ giới hạn là gì, mỗi ngày 5 phút thôi, thế là được rồi. Thế là thời gian còn lại mình sẽ huy động vô những cái việc hiệu quả hơn rất là nhiều mà không bị mất thời gian bởi những việc có thể chẳng đâu vào đâu cả. Rồi gì nữa, có thể nghĩ đến việc là chúng ta hãy chuyển nhà sang một cái căn hộ mới, cái chỗ đó nó gần chỗ làm hơn, đúng không ạ? Và nơi đó mình có thể gặp một cái môi trường hoàn toàn khác, ví dụ nó gần một cái công viên, nó gần một cái thác nước, nó cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là vui vẻ mỗi ngày. Rồi tác giả cũng nói thêm là đôi khi chúng ta mạnh dạn, chúng ta hãy bắt đầu start your own business, có thể là từ nhỏ thôi, nhưng hãy mạnh dạn làm những cái business riêng mình, hãy xây dựng nó, đúng không ạ? Chấp nhận những cái sự thay đổi, những cái thách thức, kể cả những thất bại, cho đến khi là chúng ta thật sự tìm được thấy một cái gì mà nó có cái giá trị, cái thành quả cho mình. Đó là những cái khuyến nghị rất là thực tế mà tác giả khuyến nghị mọi người hãy hành động ngay lập tức, và anh cảm thấy là điều này rất là hay, chúng ta hoàn toàn thể hành động được ngay. Giống như là tác giả đang chia sẻ để cho mọi người có thể làm mới mình, thay đổi cuộc sống để cho cuộc sống trở nên thú vị hơn và sống có ý nghĩa hơn, đúng không? Đúng rồi. Vậy thì ngoài những ý tưởng trong bài viết thì để hoàn thiện hơn với bài viết này thì anh Quang có thêm những bài học gì hay để chia sẻ với mọi người nữa không? Anh nghĩ là bài viết này cũng rất là hay rồi, nhưng mà dường như có một số điều gì đó mà tác giả muốn nói nhưng mà tác giả chưa nói ở đây. Thì hôm qua cũng có nghe, có xem xét lại trong cái cách tiếp cận của Tony Robbins, một người rất là nổi tiếng trong lĩnh vực về life coach, giúp đỡ và có sức ảnh hưởng đến hơn 50 triệu người trên toàn thế giới này. Thì trong cái mô hình của Tony Robbins thì Tony Robbins rất là quan trọng là 6 cái nhu cầu của con người, và trong đó có một cái nhu cầu ở mức cao nhất rất là quan trọng, đó là chúng ta hãy cống hiến, đúng không? Thì nhu cầu số 5 là nhu cầu phát triển bản thân. Thì trong cái bài viết của Mr. Mimusas đã nói về phát triển bản thân rất là nhiều rồi, nhưng làm sao mà chúng ta đưa được, chúng ta đi xa hơn một bước nữa, tức là từ cái việc phát triển bản thân mình, chúng ta hãy mang cái thành quả đó, cái sự tiến bộ đó, và hãy chia sẻ với người khác, hãy giúp đỡ với người khác thật là nhiều. Thì chính cái niềm vui, ai đó đã nói một cái câu là cuộc sống không phải là chúng ta vơ mọi thứ cho mình, mà chúng ta hãy vì người khác, hãy cho đi với nhiều người khác. Thì nếu mà chúng ta làm được một cái điều như vậy thì cái hạnh phúc, cái sự thành công của mình nó sẽ trọn vẹn hơn, và nó làm cho cái bài viết của tác giả nó sẽ đầy đủ hơn. Và mình tin chắc là chính cuộc đời Mr. Bosat là như vậy. Từ cuộc đời của mình là đã viết rất nhiều bài viết hay để chia sẻ cho người khác. Chẳng qua là trong bài viết này tác giả không nói đến điều đó thôi. Thì nếu mà chúng ta có một cái gì đó mà cần hoàn thiện thêm và đi sang một bước, thì anh nghĩ rằng sẽ bổ sung thêm một cái nữa là chúng ta hãy mang cái tiến bộ bản thân mình, kinh nghiệm này, và hãy chia sẻ giúp đỡ thật nhiều người khác.
chia sẻ là cái chia sẻ cho mọi người, nhưng thực chất là tác giả đang chia sẻ cho mọi người, nhưng chỉ là tác giả chưa nói ra thôi, đúng không ạ? Vậy thì qua cái bài viết và cái buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì tác giả muốn gửi đến một thông điệp, đó là đừng để những thói quen nó trở nên là vô nghĩa, trở nên là bị thụ động, mà hãy biến nó, làm mới nó, để cho cuộc sống của các bạn mỗi ngày có thêm một niềm vui mới, có thêm một cái ý nghĩa, để cho cuộc sống mà chúng ta cảm giác là mang lại giá trị gì đó cho cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.